Thưa quý vị và các bạn, đã trở thành một truyền thống đẹp. Hàng năm cứ vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên dòng sông Kiến Giang lịch sử và thơ mộng, người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lại náo nức tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống. Năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy phải tạm hoãn, nhưng những ấn tượng về một lễ hội được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn của mỗi một người dân Lệ Thủy, Quảng Bình và du khách gần xa trong cả nước. Dù ai đi Tây về Đông, mùng 2 tháng 9 cũng mong về nhà. Về nhà xem hồi quê ta, dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay. Không biết từ bao giờ, ở vùng quê lúa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã phát tích và lưu truyền câu ca dao mang khẩu khí tươi vui, phấn chấn, tưng bừng mùa hè trên mênh mang sông nước quê hương. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang từ lâu đời đã trở thành ngày hội lớn của người dân huyện lúa Lệ Thủy. Đây là một lễ hội truyền thống mang bản sắc đặc trưng của cư dân vùng đất đồng Chiêm Trũng, dạt dào sông nước mênh mang, hào sảng tinh thần thượng võ và lấp lánh tính nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam. Kể từ sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đất nước giành được độc lập thì lễ hội truyền thống này còn mang thêm ý nghĩa cách mạng hào hùng. Và lễ hội bơi đua thuyền mừng Tết độc lập trên sông Kiến Giang đã trở thành sự kiện văn hóa, chính trị lớn nhất được tổ chức đều đặn hàng năm ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đúng vào ngày quốc khánh của đất nước. Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình công nhận là lễ hội tiêu biểu cấp tỉnh kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2003. Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định và trao bằng công nhận lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Như vậy, tiếp sau Hò Khoan Lệ Thủy, hiện nay quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại có thêm niềm vinh dự mới, đó là lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang trở thành di sản quốc gia. Theo sách Ô Châu Cần Lục của Dương Văn An, người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy, Phủ Tân Bình, nay là tỉnh Quảng Bình, ông Đỗ Tiến sĩ năm Đinh Mùi 1547 dưới triều Mạc Phúc Nguyên, trong phần Núi Sông ở quyển 1, ông viết: Sông Bình Giang ở huyện Lệ Thủy, nay là sông Kiến Giang, nước sông trong xanh, vì ngọt, khuấy không vận đục, uống không biết chán. Đây là con sông đẹp nhất trong xứ. Dọc ven hai bên bờ sông là nhà dân, thôn chợ, công sở, huyện lỵ, trấn thành của hai huyện Phong Lộc và Khang Lộc. Phong Lộc là huyện Lệ Thủy ở Hữu Ngàn, huyện Khang Lộc nay là huyện Quảng Ninh ở Tạ Ngàn, rất sầm uất. Nước sông từ đầu nguồn Thổ Lý đổ về. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư năm Ất Mão 1357, vua Trần Duệ Tông xuống chiếu đối phủ Lâm Bình thành phủ Tân Bình, địa danh phủ Tân Bình tồn tại cho đến thời Lê Mạc sau này. Từ đó cho chúng ta biết, tiến sĩ Dương Văn An viết tương truyền về hồi đua thuyền trên sông Bình Giang, nay là sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, xuất hiện từ khoảng thời nhà Trần khi Hoàng Hồi Khanh di dân lập ấp 1358, cách đây trên 660 năm. Như vậy, lễ hội bơi đua thuyền ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã có từ rất sớm, chỉ ít là từ thế kỷ 16, với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa. Tương truyền, vùng đồng bằng Lệ Thủy ngày xưa, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa năm nắng là đồng khô cỏ cháy, ruộng đồng nứt nẻ, thậm chí nước sông Bình Giang cũng hạ xuống rất thấp. Dân các làng quanh vùng mổ gà, mổ heo để tế trời đất với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa.
hàng trăm người dân không kể trẻ, già, gái, trai, cùng hợp sức đẩy những con thuyền xuống sông trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng thanh la rộn ràng, làm náo động cả một vùng. Giữa tiếng hò reo náo nức, giữa tiếng trống thúc liên hồi, từng cặp thuyền không hèn mà nên, các chàng trai bơi vụt mạnh những chiếc dầm xuống nước, gái đua cúi rạp người đẩy mái chèo cùng đò sức thi tài. Sau một ngày rộn ràng như thế, có khi đêm về trời thương tình đổ xuống một trận mưa thật lớn, dân làng vô cùng phấn khởi. Lâu dần, những cuộc quẩy nước thi tài tự phát như vậy đã trở thành một lễ hội truyền thống, được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Lễ hội này được tổ chức thường xuyên vào hàng năm. Từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945, lễ hội bơi đua thuyền ở Lệ Thủy được diễn ra thường xuyên vào mùa xuân và hình thức tổ chức thi tài bơi đua theo làng, theo tổng, xã. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1946, đúng vào dịp kỷ niệm một năm ngày quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhân dân Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội bơi đua thuyền để mừng Tết độc lập của dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lễ hội đua thuyền mừng Tết độc lập của huyện Lệ Thủy từng bị gián đoạn đúng 2 lần với tổng cộng thời gian khoảng 16 năm. Lần thứ nhất mất 8 năm, khi các trai bơi gái đua của Lệ Thủy phải tạm gác lại mái chầm, mái chèo, tạm biệt con sông quê hương để cầm súng lên đường, lao vào cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ chống thực dân Pháp đầy hy sinh, gian khổ, góp phần cùng cả dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Hòa bình lập lại năm 1954, dòng Kiến Giang trong xanh lại dày vang tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng chiêng của ngày hội đua thuyền trong ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhưng chẳng bao lâu, từ năm 1965, khi cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ được gia tăng khốc liệt, cho đến năm 1973, khi Hiệp định Paris được ký kết, đế quốc Mỹ phải xuống thang thôi đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ đã lần thứ hai làm gián đoạn lễ hội thiêng liêng này cũng đúng trong vòng 6 năm. Từ đó đến nay, chưa năm nào dòng Kiến Giang lại không dậy sóng trong ngày Tết độc lập của dân tộc. Mặc dù đã có năm do hạn hán mà mãi đến ngày 30 tháng 8, dòng Kiến Giang vẫn càn trơ đánh. Nhưng kỳ diệu thay, chỉ sau 2 ngày trời mưa tầm tã, nước sông Kiến Giang lại đầy để lễ hội đua thuyền diễn ra đúng như dự kiến, trong niềm hân hoan phấn khởi của hàng vạn người dân địa phương và những vùng lân cận. Đặc biệt, kể từ năm 2013, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi vào cõi Vĩnh Hằng, thì lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang còn là dịp để người dân Lệ Thủy, Quảng Bình tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tướng của lòng dân, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Trong ngày mùng 2 tháng 9, mỗi người dân Việt Nam dù đang ở đâu đều cũng hướng lòng mình về Tổ quốc, về Bác Hồ. Mỗi miền quê đều có những cách riêng để tỏ lòng tri ân công ơn trời biển của Bác Hồ. Đối với người dân huyện Lệ Thủy, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi Vĩnh Hằng, cứ đến ngày quốc khánh, hầu như gia đình nào cũng làm cơm cúng Bác. Sáng hôm nay, bà Trần Thị Diêu và các con ở thôn Thuần Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy thức dậy từ rất sớm, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm đặc biệt của gia đình. Đây là bữa cơm cùng Bác Hồ, Bác Giáp nhân ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bác về rồi chung quê hương, Bác nằm ở giữa quê hương đã nghe. Bác nằm nghe sóng biển rao, vì lưu gió thổi chân đeo vườn mây. Bác về yên nghỉ nơi đây, vùng chùa đạo yên ngóng bay gió ngàn.
Chồng bà, ông Đặng Đình Thuần cũng dậy từ sớm, rồi cùng anh em chú bác trong họ tộc ra vườn nhà, chọn hái những quả ổi, quả bưởi tươi ngon để dâng lên bàn thờ thắp hương cùng bác Hồ, bác Giáp. Tất cả mọi công việc đều được ông thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng và thành kính. Không chỉ gia đình ông bà, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi Vĩnh Hằng đến nay, cứ đến ngày mùng 2 tháng 9, hầu như gia đình nào ở Lệ Thủy cũng sắm sửa lễ vật, lau dọn bàn thờ để làm cơm cúng bác. Từ năm 2013 đến nay, trên bàn thờ bác Hồ trong mỗi gia đình Lệ Thủy còn có thêm di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy, vị tướng tài của dân tộc Việt Nam. Tưởng nhớ tri ân công ơn trời biển của hai bác, vào ngày Tết độc lập, cùng với việc tham gia lễ hội đua bơi trên sông Tiền Giang, người dân Lệ Thủy còn thành tâm làm mâm cơm kính dâng lên bác Hồ, bác Giáp. Trong tâm niệm của mọi người, làm cơm cúng bác Hồ, bác Giáp còn là việc làm đầy ý nghĩa để giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, nhắc nhở thế hệ trẻ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày Tết độc lập đã trở thành một ngày lễ linh thiêng, một ngày hội vui tươi, sum vầy, mang đậm màu sắc văn hóa của vùng quê cách mạng bên dòng sông Kiến Giang. Bơi đua thuyền ở Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình không giống như đua thuyền ở các tỉnh miền Bắc, kể từ Bắc sông Danh trở ra, cũng như các tỉnh phía Nam, từ Đà Nẵng, Quảng Nam trở vào. Có lẽ đây là nét giao thoa văn hóa độc đáo của người Đại Việt với người Chiêm Thành. Lễ hội bơi đua thuyền ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là một môn thể thao giàu chất thượng võ, được hình thành và phát triển từ trong đời sống lao động, sản xuất của người dân vùng Chiêm Trũng, Lệ Thủy. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy được tổ chức hàng năm, với sự góp mặt của trên dưới 30 đội đò bơi, thuyền đua của cả nam lẫn nữ, với gần 900 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thi đấu: thuyền đua nữ cự ly 18 km, thuyền bơi nam hạng B và thuyền bơi nam hạng A cự ly 24 km. Có thể nói, đây là môn thể thao có số lượng vận động viên và khán giả đông đảo nhất, được người dân nơi đây đam mê và trở thành máu thịt, là một món ăn tinh thần không thể thiếu được. Lần đầu tiên, mà rất may mắn cho tôi đã được đến đây. Và tôi cảm thấy không may cho những người chưa từng được xem, chưa từng biết chèo đua Lệ Thủy, hò khoan Lệ Thủy. Cho nên tôi hiện nay không biết cái cảm xúc phải nói như thế nào. Bạn bè tôi, rất nhiều người thân kêu gọi, nếu không về Lệ Thủy thì bỏ phí những cái cơ hội hết sức đáng quý trong cuộc đời. Khi đi du lịch, khi đi du khảo thì nhất định đây là một địa chỉ có nhiều những điều tốt đẹp nhất, hay nhất đối với tôi. Hàng vạn người cùng với tôi chung một cái niềm cộng cảm trong một ngày lễ độc lập của dân tộc. Đấy. Và hết sức xúc động, đặc biệt khi mà thấy đò đua của các chị em, của phụ nữ đấy, thì tôi cảm thấy họ, trong ngày bình thường họ là người khác, làm ăn cày cấy, nhưng bước xuống thuyền họ hóa thân. Họ là chiến binh, họ là thủy thủ và họ là thánh thần. Chúng ta muốn khóc trước họ, rất muốn khóc khi các chị chèo, và chúng tôi vô cùng xúc động. Do điều kiện là một vùng quê Chiêm Trũng, mưa không thuận, gió không hòa, đã bao đời nay, người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình phải gồng mình chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Là một vùng quê sông nước, ruộng đất canh tác thấp hơn mực nước biển từ 0,7 đến 0,9 mét. Để thích nghi với hoàn cảnh đó, từ trong lao động sản xuất, chiếc thuyền đã trở thành một phương tiện thiết yếu, không thể thiếu, và nó đã trở thành một công cụ quan trọng phục vụ cho lao động sản xuất và đời sống hàng ngày của người dân. Đặc biệt, hàng năm, mỗi khi vào mùa mưa lũ, chiếc thuyền là một phương tiện cần thiết để cứu hồ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Những trai bơi gái đua tham gia đua tài trong lễ hội, họ là những người nông dân bình dị,
quanh năm lam lũ làm ăn, để rồi hôm nay với tình yêu quê hương và khát vọng cháy bỏng vươn lên trong cuộc sống, họ đã trở thành những vận động viên thực thụ. Tôi đang sống ở Đà Nẵng và năm nay thì cũng được biết là Quảng Bình là một nơi về đua thuyền và cũng là được UNESCO ghi nhận là một di sản văn hóa, nên năm nay tôi quyết định phải về quê miền Trung để xem đua thuyền năm nay. Lần đây là lần thứ hai, nhưng mà lần trước thì nó thời tiết nó thuận lợi hơn. Năm nay thì thời tiết mặc dù có mưa nhưng mà thực sự thấy bà con xung quanh thì cũng rất là đang nóng lòng chờ đợi cái trận đua thuyền này. Tôi nghĩ rằng là Quảng Bình sắp tới và Lệ Thủy cũng như là Kiến Giang sẽ là một cái nơi du lịch cho tất cả bà con cả nước, không riêng gì là người con của miền Trung. Công việc đầu tiên và cũng quan trọng nhất để tham gia lễ hội là chuẩn bị thuyền đua đò bơi. Đò bơi là cách gọi đối với thuyền đua dành cho nam cũng như thuyền đua dành cho nữ. Thường được đóng bằng các loại gỗ nhẹ, chịu nước như dổi, huỳnh. Gỗ đóng thuyền thường có chiều dài trên 20 mét, được đưa về cưa xẻ theo thước tấc nghiêm ngặt và được các nghệ nhân có kinh nghiệm bí truyền trực tiếp tham gia đóng ghép. Thuyền được cấu thành do 5 miếng ván gỗ dài ghép lại. Ván thuyền dày khoảng 4cm được bào nhẵn, đánh dầu bóng để chống thấm nước. Các phần của thuyền được ghép nối với nhau bằng một loại đinh đặc biệt chuyên dùng cho đóng thuyền. Sau khi ghép xong, người ta đặt đòn thang và chỗ ngồi cho trải bơi. Vận động viên. Ông Trương Văn Thể, một người có kinh nghiệm đóng thuyền lâu năm ở huyện Lệ Thủy cho biết, để có thuyền bơi tốt, người ta thường chọn gỗ huỳnh để đóng thuyền. Thuyền bơi dài không quá 20 mét, rộng 1,2 mét và sâu gần nửa mét. Ván đóng thuyền phải phẳng lì, không chắp nối và thường dày từ 3cm trở lên. Lấy mực rất quan trọng. Khi đóng thuyền đua, muốn có những tấm ván tiếp, ván tè, ván màn ưng ý, phù hợp, thì người thợ cả phải có kỹ thuật lấy mực chuẩn xác, tỉ mỉ, khoa học. Kỹ thuật đóng thuyền này được áp dụng chung cho cả Lệ Thủy, Quảng Ninh. Dù vậy, trên thực tế, thuyền đua huyện Lệ Thủy đáy thường sâu hơn thuyền đua huyện Quảng Ninh là do độ mặn ngọt của hai dòng sông Nhật Lệ và Kiến Giang. Anh cần phải biết được tính toán ở cái số lượng trái, cái môn chơi này là có thôn thì truyền thống người ta bơi mãi bơi như thế này, thôn thì truyền thống mãi bơi như thế kia. Thành thử trước khi người thợ muốn có một chiếc thuyền phù hợp với đơn vị đó cần phải nghiên cứu kỹ. Và thậm chí đến là trọng lượng của trái thôn nọ và thôn kia nó chênh lệch bao nhiêu để đưa ra một cái thiết kế chính xác. Bởi vì trong thuyền đua chỉ cần sai ở một chút trọng lượng hoặc sai ở một chút đường cung nó sẽ dẫn đến là thua thiệt ngay. Thuyền bơi đua đưa ra thi đấu được xem như là bảo bối của dân làng, được gìn giữ từ năm này qua năm khác. Trước mỗi hội thi, người ta sửa sang lại thuyền bơi theo những kinh nghiệm mèo mực riêng của mỗi làng, đồng thời làm lễ hà thủy cúng bái thần sông, thần nước, thành hoàng làng một cách trang trọng, linh thiêng, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tươi, mọi việc tốt lành. Chiếc thuyền bơi hoàn chỉnh dài khoảng 17 mét, lòng thuyền rộng từ 1 đến 1,2 mét. Thuyền đua cũng cấu tạo giống đò bơi, nhưng ngắn hơn và hẹp hơn, đủ cho 10 đến 13 tay chèo. Mái chèo của thuyền đua dài 3 mét, mặt bản rộng khoảng 0,3 mét, còn chèo của thuyền bơi nam gọi là chầm, dài khoảng 1 mét, mặt bản rộng 0,3 mét, có tay cầm. Chèo của thuyền nữ vẫn gọi là chèo, cả chầm và chèo đều được đánh dầu bóng hoặc sơn màu chống thấm nước. Một đò bơi không quá 14 cặp trải bơi, tổng cộng từ 30 đến 31 người là những thanh niên trai tráng, mạnh khỏe. Trong đó bao gồm người đánh mõ, người tát nước, đặc biệt phải có hai người lái chính và một người lái đề, gọi là bồ phách lái. Với cự ly đường đua trên dưới 18 cây số, để hoàn thành đường đua này, các vận động viên nữ cũng phải trải qua thời gian tranh tài khoảng trên dưới 80 phút. Bình quân tốc độ thuyền đua của các vận động viên nữ khoảng 12 km một giờ.
Bởi vậy, việc phân phối sức lực của các vận động viên nữ là hết sức quan trọng. Các đội đua phải có chiến thuật hợp lý để chọn thời cơ vì họ còn khá nhiều cơ hội để vượt lên. Thứ tư sắp xếp của đội hình các đò đua sẽ có nhiều sự xáo trộn và thay đổi trước khi cán đích. Điều đó đã làm nên sự hấp dẫn, sự cuốn hút của lễ hội bơi đua thuyền độc đáo này. Được mệnh danh là phái mạnh, khác với các thuyền đua nữ, mỗi đò bơi nam có 31 vận động viên. Các vận động viên đò bơi nam phải thi đấu trên chặng đường đua dài khoảng 24 km. Xuất phát từ ngã ba Mũi Viết, đội hình đò bơi nam hành trình ngược lên phía Thường Tiêu ở ngã ba Cồn Soi của xã Mỹ Thủy, thì trở về Hà Tiêu ở chợ Thùy, xã An Thủy và về đích tại cầu Phong Giang ở trung tâm thị trấn Kiến Giang. Để vào thi đấu vòng chung kết ngày hôm nay, trước đó, vào ngày 30, các đội đò bơi nam trong toàn huyện đã tham gia thi đấu vòng loại. Ban tổ chức đã chia các đội đò bơi thành hai bảng đấu. Ở mỗi bảng đấu, ban tổ chức đã lựa chọn 6 đội xếp từ thứ nhất đến thứ sáu của cả hai bảng được vào tham dự chung kết hạng A. Riêng các đội còn lại tham gia tranh tài ở nội dung nam B. Cũng như các đội đò bơi nam hạng B, các cai bơi nam hạng A cũng tranh tài ở cự ly 24 km. Xuất phát từ Mũi Viết, các đò bơi nam phải ngược hành trình lên phía Thường Tiêu ở ngã ba Cồn Soi của xã Mỹ Thủy và quay về Hà Tiêu ở chợ Thùy, xã An Thủy và đích đến là cầu Phong Giang ở trung tâm thị trấn Kiến Giang. Thành tích của mỗi thuyền đua đò bơi không chỉ tùy thuộc vào sức khỏe của các trai chèo mà còn tùy thuộc vào bộ phách lái để điều khiển thuyền. Trong môn bơi đua thuyền ở các miền sông nước thì nghệ thuật cặp vè trở tiêu được xem là một kỹ xảo vô cùng quan trọng, góp phần cho chiến thắng của các... Vừa giống vừa khác với các cái đua thuyền khác. Ít nhất là nó có như thế này. Thứ nhất là một truyền thống hết sức lâu đời và truyền mãi cho đến bây giờ. Thứ hai là sự đồng thuận của nhân dân với tính chất xã hội hóa rất cao. Nó như là một mẫu hình của xã hội hóa. Điều thứ ba là bắt đầu từ năm 46 nó gắn với độc lập dân tộc, gọi là Tết đua thuyền độc lập. Đây là một thành quả, một giá trị của văn hóa cách mạng. Thứ tư là cái nội lực của đua thuyền lệ thủy đấy, nó rất mạnh, nó có thể tích tụ được những cái văn hóa khác và nó lan tỏa văn hóa khác. Và cuối cùng, chúng tôi coi đây là một cái tài nguyên về văn hóa, di sản, nó có thể phát triển lâu dài, phục vụ rất nhiều vạn người dân trong nước. Trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, một trong những cái nôi của nền văn minh lúa nước, quê hương của những dòng sông Cần Mẫn, chở nàng Phù Sa, nên ở rất nhiều địa phương, người dân vẫn tổ chức nhiều lễ hội đua thuyền, như đua ghe ngò ở Nam Bộ, đua thuyền trên sông Hàn, Đà Nẵng, sông Hương, Huế. Do đặc điểm của con sông Tiền Giang nhỏ hẹp chỉ từ 30 đến 50 mét, ôm ấp lấy các xóm làng, nên không gian, khoảng cách giữa các vận động viên và khán giả hầu như không có. Chính vì thế địa lý của con sông Kiến Giang đã làm nên nét độc đáo duy nhất riêng có của lễ hội đua thuyền truyền thống của huyện Lệ Thủy mà không thể lẫn vào bất cứ một lễ hội đua thuyền nào của các địa phương khác trong cả nước. Tương truyền rằng, xưa kia, trong lễ hội đua bơi trên dòng sông Kiến Giang, trai làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, dù cố gắng nhiều nhưng năm nào đò bơi của họ cũng không đạt được thứ hạng cao. Người trong làng nản lắm, có năm đình buông chầm thả thuyền. Năm đó, các trai bơi của hàng chục đò bơi đang gắng sức bơi qua khúc sông ở làng An Xá, bỗng thấy một thiếu nữ cởi bỏ xiêm y, cả một tòa thiên nhiên nõn nà, đường cong uốn lượn nổi lên giữa nền sông nước, như khiêu khích, như gọi mời. Trai bơi của các làng bàn như bị hút hồn trước vẻ đẹp mê hoặc của người con gái ấy, tay cầm chầm có phần lơi lỏng, lạc nhịp. Trai bơi làng An Xá trong giây lát đã hiểu ẩn ý sâu xa của người thiếu nữ, cùng nhau siết chặt tay, bắt nhịp rướn sức. Đò An Xá vượt lên. Khi đò bàn hiểu ra thì đã chầm mất mấy nhịp chầm, không sao đuổi kịp. Đò An Xá về đích đầu tiên. Đêm ấy, làng An Xá mở hội ăn mừng.
Riêng người thiếu nữ ấy, từ thấy mình đã thất tiết, bèn bỏ ra sông trầm mình quyên sinh. Linh hồn nàng nhập vào cây dừa, ngày đêm xõa tóc đứng đợi đò bơi. Câu chuyện về người con gái xinh đẹp làng An Xá được lưu truyền trong nhân gian. Người làng đã lập miếu thờ, gọi là miếu Bà Lỗ, để ghi nhớ tấm lòng trinh bạch của người con gái xinh đẹp. Nhằm tiếp thêm động lực, niềm tin cho các trai bơi gái đua, mỗi năm đến lễ hội đua bơi, người An Xá lại đến miếu Bà Lỗ để thắp hương tưởng nhớ, nguyện cầu. Nhằm tiếp thêm động lực, niềm tin cho các trai bơi gái đua, mỗi năm đến lễ hội đua bơi, người An Xá lại đến miếu Bà Lỗ để thắp hương tưởng nhớ, nguyện cầu. Và kể từ đó đến nay, đò bơi làng An Xá luôn giành được giải cao trong các cuộc đua bơi. Đến nay, cái tên làng An Xá đã được nhiều người biết đến, bởi đây là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là vùng đất của nghề dệt chiếu truyền thống, là nơi có những làn điệu hò khoan, hò hùi, nuôi dưỡng lòng người. Không chỉ người làng An Xá, mà đối với tất thảy mọi người, ngày Tết Độc Lập và lễ hội đua thuyền truyền thống sôi động, hấp dẫn, kỳ thú trên dòng Kiến Giang đã đi vào tiềm thức của mỗi một người dân sinh ra và lớn lên trên vùng sông nước Lệ Thủy. Đây là dịp để những người con phương xa được đoàn tụ cùng gia đình, được cùng nhau hòa vào không khí sôi động của lễ hội đua thuyền truyền thống. Lễ hội là nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước, là dịp thể hiện niềm tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc, là nơi gửi gắm những ước mong, nguyện cầu của bà con nông dân cho một vụ mùa tốt tươi, cuộc sống đủ đầy. Về Lệ Thủy trong những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử, khắp các đường thôn ngõ xóm, khắp các làng mạc, đâu đâu chúng ta cũng sẽ bắt gặp một không khí rực rỡ, vui tươi của cờ hoa, biểu ngữ. Đêm mùng 1 tháng 9, cả huyện Lệ Thủy dường như không ngủ, nhà văn hóa thôn nào cũng sáng đèn. Người dân quy tụ đến đây để đồng viên, cổ vũ, trai bơi, gái đua, để bàn tán về chiến thuật, rồi đánh giá thuyền đua, thuyền bơi của các làng khác trong huyện. Và bao giờ cũng mong muốn cho thuyền bơi, thuyền đua của địa phương mình đoạt giải cao trong lễ hội. Đến hè lại lên, mừng đón Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9. Từ sáng sớm, các trai bơi, gái đua trong làng tạm gác lại những bần bỉu của nhà nông, việc gia đình để cùng nhau tề tự dưới bến sông làng, hà thủy thuyền, đò tập luyện. Dân làng cũng có mặt đầy đủ ở bến sông, cổ vũ đò bơi trong niềm hân hoan với niềm tin chiến thắng trong mùa giải mới. Dòng Kiến Giang như ngỡ ngàng bởi hàng chục, hàng trăm con thuyền được trang hoàng như một rừng hoa rực rỡ. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng mõ tưng bừng, náo nhiệt khắp vùng. Hàng năm thì chúng tôi có nhiều tour để du lịch, kết hợp với tham quan, kết hợp tìm hiểu về nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền. Mà năm nay thì đã có 150 người trong cơ quan tôi chọn về với Lệ Thủy Quảng Bình đúng vào dịp này để được trực tiếp coi cái lễ hội đua bơi của Lệ Thủy Quảng Bình. Tôi xa quê đã 30 năm rồi, đến đây là 30 năm rồi, nhưng mà sau 20 năm, đến bây giờ là 20 năm tôi mới trở lại về quê hương vào dịp cái lễ hội đua thuyền này. Cho nên là tôi thấy rất là tự hào và rất là vui sướng, là bởi vì cái lễ hội đua thuyền là có truyền thống từ lâu đời, từ khi tôi sinh ra là có cái lễ hội này rồi. Nhưng mà đến bây giờ là vẫn đang suy vẫn đua. Tết có thể tôi không về, nhưng mà lễ mùng 2 tháng 9 thì tôi cố gắng sắp xếp công việc để cùng với gia đình về vui với ngày hội quê hương. Không chỉ những lần này mà tất cả những lần khác, mỗi khi trở về quê, bản thân tôi cảm thấy có một điều gì đó rất là đặc biệt và khó tả. Điều đáng nói là lúc nào cũng cảm thấy mới mẻ. Từ ngày hôm qua cho đến bây giờ, bản thân tôi luôn cảm thấy náo nức ra sông Kiến Giang để cổ vũ cho các đội đua thuyền ạ. Mỗi lần đưa tiền đó thì là phấn khởi lắm, lắm phải chắc cái tôm toàn dân của An Xá và cả huyện Lệ Thủy này là rất phấn khởi vì có cái truyền thống từ xưa nay chưa rồi. Như vậy, sau gần 3 giờ đồng hồ tranh tài hết sức quyết liệt, gay cấn, nhưng cũng đầy tinh thần đoàn kết và thường võ,
lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã thành công tốt đẹp. Ở vị trí nhất, nhì, ba của đội hình đò bơi Nam A sẽ mang tính chất quyết định cho thứ hạng chung cuộc của lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Thực hiện lời căn dặn của đại tướng khi người về thăm quê, đó là phải giữ cho dòng sông Kiến Giang được trong sạch để hàng năm mở hội đua thuyền cho nhân dân đến xem, và đặc biệt là phải giữ cho được điều hò khoan Lệ Thủy của quê nhà. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản của hò khoan Lệ Thủy cũng như lễ hội đua thuyền đã được lãnh đạo huyện qua các thời kỳ hết sức là quan tâm và đã được ghi vào trong nghị quyết của đại hội đảng bộ huyện, đặc biệt là được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân cho nên mới có được kết quả như ngày hôm nay. Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo để nghiên cứu và thấu hiểu sâu hơn về hò khoan Lệ Thủy cũng như lễ hội đua thuyền truyền thống, tiếp tục là phát triển cả về bề rộng chiều sâu về hò khoan cũng như đua thuyền bằng rất nhiều cái biện pháp, việc tiếp tục là phát triển các câu lạc bộ hò khoan rồi đưa hò khoan vào trong trường học, rồi chăm lo đào tạo và phát triển các cái nghệ nhân hò khoan, rồi khuyến khích các xã thị trấn, các thôn tổ chức tổ các lễ hội đua thuyền ở quy mô cấp xã, đồng thời có nhiều thuyền bơi, thuyền đua tham gia với lễ hội cấp huyện để tạo cho lễ hội cấp huyện vừa phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Thứ ba là chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo để mình công tác tuyên truyền để cho giá trị của hai di sản thẩm sâu vào trong đời sống của nhân dân và lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đồng thời là tiếp tục quảng bá, giao lưu với các địa phương khác trong cả nước để đưa hai cái di sản đến với đông đảo nhân dân trong cả nước và dần dần xây dựng cái thương hiệu trở thành cái sản phẩm du lịch độc đáo của Lệ Thủy. Lệ Thủy, vùng đất địa linh nhân kiệt, được mệnh danh nhất Đồng Nai nhì hai huyện, nơi hội tụ đầy đủ các tiềm năng du lịch với nhiều di tích lịch sử và nét văn hóa truyền thống lâu đời, mang dấu ấn riêng có của miền quê gạo trắng nước trong của quê hương hai huyện. Huyện Lệ Thủy hiện có 18 di tích lịch sử, gồm 10 di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh. Trong đó phải kể đến nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp, lăng mộ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, chùa Hoàng Phúc, miếu Thành Hoàng, vân vân. Vùng đất này còn được thiên nhiên ưu đãi cho những cảnh đẹp tự nhiên như suối nước nóng khoáng bang, nguồn nước khoáng duy nhất tại Việt Nam có nhiệt độ sôi đạt từ 105 độ C, khe nước lạnh, hang đại tướng, hồ An Mã, bãi biển Ngư Thủy, phá Hạc Hải, Bào Sen. Đến với Lệ Thủy, quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp, du khách sẽ được trải nghiệm nét đẹp bình dị, thân thiện từ cảnh vật đến con người nơi đây. Với việc đa dạng các loại hình dịch vụ, từ du lịch tâm linh đến du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và thưởng ngoạn, kết hợp với các lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như hò khoan, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và lễ hội ẩm thực độc đáo, Lệ Thủy sẽ là điểm đến không thể thiếu cho du khách trong hành trình khám phá và chinh phục. Trái này bơi bơi bơi, gái này đua đua đua, bơi về Lệ Thủy xem này bơi đua. Tháng tám mùa thu người cười háo hức, hàng làng xào rừng đua thuyền quên quân. Những chàng trai xuân những có gai đàm, Kiến Giang dòng đùa tưng bừng ngày đêm. Trai này bơi bơi bơi, gái này đua đua đua, một theo tiếng mỏ tay theo mình chân. Người đông như nêm trên chân như hồi, niềm vui phấn khởi trong mùa bơi đua. Hãy subscribe.